con xin đa tất cả mọi người, hôm nay mẹ sẽ làm cho Lu một cái khẩu trang nha. Đây là khẩu trang của trẻ nhỏ thôi nhưng mà so với Lu thì cũng được. Mẹ sẽ làm cái này. Cái này là của trẻ em thôi nhưng mà Lu nhỏ quá nên không làm được. Giờ mẹ sẽ may làm những cái khẩu trang vừa vặn của Lu nha. À đây này, mẹ lấy cái này cũng cho con ăn nha. Mẹ lấy cũng cho con ăn nha. À mẹ làm nha. Mẹ lấy cũng cho Lu ăn rồi mẹ làm nha. À con qua đó ăn. Lu ăn như thế này nè.
hoang mang đến cô luôn cả nhà.